Đồng xin mến chào quý khán giả toàn thể của bác, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của anh ông. Các bác hôm nay anh ông với lại Quỷ lại đến nhà Thành các bác ạ. Thứ nhất là chuyển cái số quà của các cô đến để cho ba bố con Thành các bác ạ. Như cái thước phim trước, anh ông cũng đã thông tin lên ở trên cập nhật lên trên kênh trên video trước một lần rồi, thì anh ông vừa nhận được tiền từ các cô và các chị các bác gửi cho Thành các bác ạ. Một là có bà giấu tên ở Đắk Lắk gửi cho em Thành là 200.000 để mua nhu yếu phẩm. Hai là có bà Mỹ ở Sài Gòn gửi cho ba bố con Thành là 500. Ba là chị giấu tên ở Tuyên Quang cũng gửi cho em Thành 500 các bác ạ. Thì cũng xin thay mặt ba bố con em Thành xin gửi lời cảm ơn cô giấu tên ở Đắk Lắk và bà Mỹ ở Sài Gòn, chị giấu tên ở Tuyên Quang cũng đã được theo dõi các cái thước phim về em Thành ấy, thì các bà các chị cũng đã gửi khoản tiền để giúp ba bố con. Như thì cái số tiền của bà Mỹ ở Sài Gòn 500.000 thì bà có dặn là mua cho Thành là 25 kg gạo. Như thì hôm nay cháu anh ông cũng đi trích cái số tiền của bà Mỹ gửi cho em Thành là 500, nên thì cháu anh ông trích mua bao gạo là 260 và một thùng sữa. Một thùng sữa là 190. 190 cộng 260 là 450 rồi. Và mua một cái chân giò lợn. Chân giò lợn này là 1,4 cân là 120.000. Thế thì 101 cộng 101 cộng 450 là 560. Các bác ạ, 560. Và mua được hai mớ rau là 10.000 là 570. Thì cái số tiền của bà Mỹ chi mua là còn âm là 70.000. Thế thì anh ông sẽ xin trích từ tiền từ bà giấu tên ở Đắk Lắk và chị giấu tên ở Tuyên Quang để bù sang để mua cái nhu yếu phẩm này để đến cho ba bố con Thành các bác ạ. Đây là thùng sữa này, bao gạo này, cân thịt này. Sau đây anh ông xin mời quý giả và toàn thể của các bác tiếp tục là theo dõi video của anh ông. Là cất cái quyển sổ đó. Còn ít kẹo thì anh ông tự mua, bỏ tiền mua để cho các cháu. Thì trước khi đến thì cũng phải có ít kẹo để cho các cháu ăn, cho các cháu vui. Vâng. Không biết Thành có nhà không? Thành ơi! Nhà không? Vâng. Con chào ông bà. Đi. Lên nhà chưa? Rồi. Vừa nhà không? Ôi ôi, cái gì đấy? Kèo. Kèo, đi vào đi. Đi. Ôi ôi, ba bố con đang ăn cơm à? Đường ra ăn sáng ạ. Ôi rồi, ăn đi, cứ ngồi ăn đi. Ngồi ăn đi. Cái gì đây? Ôi giời. Măng đá anh ạ. Ôi giời, ba cái con ăn như vậy đã. Vâng ạ. Kiểu nhà cũng có gì ăn này thôi anh ạ. Ăn đi. Này. Ừ. Không lấy tay nghịch. Không. Bón cơm trắng cho con ăn à? Vâng. Ôi giời ơi. Mấy bé mà ăn như này
Bữa nào cũng ăn như này nhưng mà bé cũng rất là mập các bác ạ. Ngon không? Ăn măng không? Hai đứa bé chan nước lá thôi à? Vâng, nãy chan nước. Ôi giời. Thế em cứ ngồi ăn đi. Không phải ngại đâu. Vâng. Nghèo thì cũng đã nghèo rồi, không phải ngại đâu. Em cho hai đứa con ăn trước đấy. Này. Ồ. Cơm trắng mà vẫn ăn ngon lành. Nhờ. Yeah. Anh có mua được ít thịt kia lấy ra nướng hoặc là xào cho hai bé ăn đi. Vâng, tí để tí đấy em. Tí nữa em lấy về em. Cái muối to quá nhỉ? Không có thìa. Thìa bé nhưng mà không biết là Phong đi vứt đi đâu rồi. Vứt hết 4 5 cái vứt đi hết rồi. Chắc là cho xuống đi gầm hết rồi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Này, Phong. Các bác là như con của mình thì có thịt, có đầy đủ mọi thứ mà còn không ăn. Đấy. Mà các bé ở đây thì cơm trắng, cơm chan nước lã mà hai bé vẫn ăn bình thường các bác ạ. Gọi là ăn để cho no thôi. Chứ còn không có chất gì. Nay ăn cơm muộn đấy. Nay sáng vừa đi nhổ ít cỏ sắn vừa mới về anh ạ. Nên là đi nhổ cỏ sắn đấy. Vâng. Cũng đi chốm nọ làm à? Vâng. À, thế là đi làm thì buổi sáng dậy sớm về đi làm xong mới về ăn cơm sau à? Vâng. Đúng rồi, tranh thủ buổi sáng nó mát này. Mình đi làm đỡ phải nắng. Vì còn con bé nữa nên là tranh thủ lúc mà dâm dâm thì đi làm cho các con đỡ khổ. Đỡ phải phơi nắng. Ai à, chuẩn bị tập đi đấy nhỉ con bé. Vâng, đang tập đứng dậy rồi. Chắc phải tầm một tháng hoặc là hơn tháng mới chắc tập đi được. Các bác ạ, có cơm là cũng tốt rồi. Cơm gạo thì vừa rồi cũng có trích cái số tiền của cô Hồng Anh hỗ trợ em nó được 500.000 thì em nó cũng đã đi mua được gạo về. Và nó có mua có số tiền trích số tiền của bà Bích ở Sài Gòn nữa, mua cho em nó ít nhu yếu phẩm à, ít mắm muối mì chính nữa. Không ăn rồi. Lạc đồ. Em ăn đi. Dạ vâng. Công nhận là hai bé này ăn giỏi, ngoan. Con của mình thì có đầy đủ thịt rồi là các thứ mà bón chán còn không ăn. Này. Này. Kẹo này. Kẹo. À đi, à bác đi. À. 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 Quanh tay. À. Đứng dậy, đứng dậy. Đứng dậy đi. Đứng dậy. Đấy, quanh tay. À. À đi.
Con xin bác. Bác. Xin bác. Bỏ tay ra. Làm như này này. Rồi, giỏi lắm. Này, nào. Ăn. Hôm nay mẹ đi đâu? Mẹ kiểu đi cùng anh em để đổi cơm ăn ấy. Đi kiểu đi cùng họ làm sao là đổi cơm ăn hàng ngày chỉ cho bản thân mẹ thôi. Còn em thì bây giờ cũng về nhà trông hai đứa con nhỏ cũng không đi làm được ấy. Nên là không có cái gì để mẹ ăn ấy, để mẹ đi giúp người ta để đổi bữa ăn hàng ngày. Vâng. Anh ăn sáng chưa? Ăn ngồi đi, ăn anh đi. Em ăn sáng. Anh bọn anh ăn rồi. Ăn. Các bác cũng biết là mẹ của Thành thì cũng không được bình thường các bác ạ. Vừa rồi các bác đã nghe cái hôm đến xác thực ấy. Các bác đã nghe trưởng thôn và thôn đội trưởng cũng có nói là mẹ cũng con người là không được bình thường như mọi người khác. Các bác ạ. Ăn đi em, cứ ăn đi, không phải ngại đâu, ăn đi. Vâng. Ăn đi. Em ăn cơm anh. Ăn đi, ăn đi. Phong có ăn cơm không? Ừ. Ăn cơm không? Không. Không. Ăn bánh rồi không ăn đúng không? Này nhá, này bác mua kẹo cho nhá. Vâng, dạ chứ. Dạ. Dạ. Đứng dậy, đứng dậy. Rồi. Đây cho bé nó nhá. Đây. Xin nè. Còn đây là sẽ là cho mỗi người hai cái, xong còn ngoài ra là bố cất đi để mai là ăn tiếp, tối là ăn tiếp. Đây. Đấy, cất đi nhá. Cất cao cao nhá. Đây, móc ở đây nhá. Đấy. Không phải ngại đâu, cứ ăn đi. Vâng vâng. Thấy bọn anh đến là ngại không dám ăn à? Cứ ăn đi. Không, vâng, không, vâng, không vâng. Ngại đâu. Nè, ăn hết rồi à? Nào, vào đây bác bóc cho. Để ở đây. Đấy, đặt đây, tí nữa ăn tiếp nhá. Vâng. Vâng. Vâng nào. Vâng. Lại thêm một thằng cò và một bé gái như giống y hệt như dế hai con của bác ạ. Đấy. Dế hai con cũng cọc cả cũng là con trai. Đứa thứ hai là con gái. Con của Thành thì lại bé hơn. Bé hơn con của dế. Con của Thành con cả là năm nay gần 3 tuổi. Còn con bé thì là mười mấy tháng nhỉ Thành nhỉ? Con bé thì được 13 tháng rồi anh. 13 tháng à? Vâng. Thì các bác cũng biết là cái cuộc sống của em Thành thật sự là rất là khó khăn các bác ạ. Thì cũng rất là mong là mọi người, tất cả các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hãy cùng giúp nhau chia sẻ cái thức phim đến tất cả mọi người để giúp ba bố con cơm ăn hàng ngày các bác ạ. Với lại ông Chín nói lại một lần nữa là cái chỗ cái nhà của em Thành ấy thì là đang ở nhờ các bác ạ. Đang ở nhờ trên đất người ta cũng. Với lại tất cả cái có cái cơ ngơi như này, tạm bợ như này thì cũng đều là nhờ anh em ở làng xóm đến để giúp. Có nghĩa là hai bố con nó khổ quá ấy, thì hàng xóm thì cũng tốt thì
khi mà cái chú họ của em Thành cho cái mảnh đất em Thành ở nhờ, ở trên mảnh đất em Thành thì hàng xóm đến để giúp mỗi người một tay để giúp làm cái nhà tạm bợ này để cho ba bố con ở các bác ạ. Bởi vì trước đây thì em Thành cũng đi ở nhờ mãi, thì cũng nói thật với các bác là ở nhờ thì các bác cũng đã biết rồi. Đấy. Ở nhờ thì thứ nhất là nó sẽ không được thoải mái. Thứ hai thì ở lâu thì lại thành mất lòng nhau. Mất lòng nhau nên là đành phải đi nhờ đất để làm dựng lên một cái nhà như này bác ạ. Thật sự là một mảnh đời rất là bi đát. Cũng rất là mong là các cô, các bác, mỗi người xem được cái thước phim về em Thành thì mỗi người chia sẻ bát phở và ly cà phê về hè để giúp ba bố con bữa cơm ăn hàng ngày các bác ạ. Không gặp gì hiện tại đấy thì cái lều này thì cũng nói với các bác là cũng tạm ở, gọi là tạm bợ, nên thì cũng rất là cần một cái cần câu cơm các bác ạ. Cần câu cơm là tầm khoảng vài 200-300 đô thì mua 1-2 con dê để cho ba bố con để nuôi, để làm cái cần câu cơm các bác ạ. Ở đây mà có, nếu mà có nuôi dê thì có chỗ nuôi không? Có, kiểu nếu mà có dê thì phải làm chuồng, sao nếu mà thả thì thả trên đồi này. Vẫn phải chăn chứ. Vẫn phải chăn thôi. Không thả tự nhiên lại đi ăn của người ta lại đập chết. Phải trông từ ở đây thì thả, nếu mà thả từ ở đây thì chắc nó không đi được xa đâu, bởi vì ở đây thả trên đồi này cũng ít. Chỉ mỗi mình nhà em ở đây thì thả trên này thì chắc không sao cả. Với lại xung quanh cũng ít người trồng trọt. Chỉ mỗi bên cạnh này thì nhà em có trồng ít ngô thôi. Với lại ít sắn. Thì các bác cũng đã biết là em Thành, ba bố con em Thành thì không có đồng ruộng gì hết đâu các bác ạ. Nên là nếu mà có con vật nuôi đi thì mới có cái cần để câu cơm. Thì các bác cũng biết là như em Cấy với lại em Dế đấy thì anh ông cũng đi mua cho hai em đấy là mỗi em một đàn dê. Thì cũng trên dưới là như nhà em, đàn của em Cấy 5 con ấy là dê nó to hơn ấy, thì là gần 16 triệu. Còn cái đàn của em Dế thì có hơn 9 triệu thôi, 6 con. Hơn 9 triệu thì hiện tại là các dê thì dê cái thì cũng đều là có chửa hết. Thì cũng nếu mà được các bác yêu thương Thành thì là cho Thành cái cần câu để cho đi mua dê để nuôi. Nuôi thì dê mùa này là toàn, nếu mà đi mua là toàn dê chửa các bác ạ. Dê chửa thì cũng phát triển rất là nhanh. Nếu mà được thì là 1-2 tháng là nó sẽ đẻ đấy, thì dê là 1 năm 2 lứa các bác ạ. 1 năm 2 lứa thì tầm khoảng 2-3 con dê để nuôi, để đỡ phần nào đó về sau, về lâu về dài các bác ạ. Em xin phép dọn mâm nhá. Nào. Phong, nhảy lên ra ngoài.
Anh ngồi uống nước anh. No. Mẹ nhanh lắm nha, nhanh lắm nha. Vâng. Ừ, nào uống nước không? Nào uống nước đi. Nước anh. Vâng. Thì hôm nay bọn anh đến đây thì cũng được các bà và chị gửi cho ba bố con em một ít tiền đây thì anh có trích mua cho một bao gạo này. Đấy. Và thùng sữa cho hai bé này và 1 cân 4 chân giò và 2 mớ rau nữa. Vâng. Cái túi đó nhỉ. Ừ, không nghịch. Không nghịch. Không nghịch. Cũng xin thông tin với em là các cô các bác theo dõi được cái thước phim về em ấy thì có bà giấu tên ở Đắk Lắk gửi cho em 200.000 để mua nhu yếu phẩm và bà Mỹ ở quận 2 ở Sài Gòn gửi cho em 500 và chị giấu tên ở Tuyên Quang gửi cho em 500 nữa. Thì hôm nay anh trích mua cái bao gạo và 1 thùng sữa, 2 mớ rau và 1 cân 4 thịt lợn. Là bà Mỹ có dặn là mua, bà gửi 500 nữa thì mua 1 bao gạo là 260 này và thùng sữa là 190 này, là 450 này, tổng 450 này và cái chân giò là 101 nữa, là đi 101 là đi 500 506 506. Anh mua 2 mớ rau là 10.000 nữa là đi 507 đấy. Thì cũng rất là cảm ơn hai bà và chị gái ở Tuyên Quang. Chị gái này cũng rất là khó khăn, chị gái này là cũng một lần đổ vỡ thì chị thấy cái hoàn cảnh của em thì chị cũng thương em thì chị cũng san sẻ cho em được 500.000 cho em. Vâng. Em cảm ơn đi. Thì con xin cảm ơn ông Bảo là cô dì chú bác đã giúp đỡ con này, giúp đỡ con để được tiền cơm gạo. Con xin chúc sức khỏe ông bà với lại các vị cô dì chú bác trên kênh Anh Long TV. Thì con không biết nói gì hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn lại lời gửi chúc sức khỏe. Cái đồ này mang cất đi. À vâng. Xong là lát nữa làm cái thịt này cho các con ăn nhỉ. Vâng. Cơm trưa mới biết. Đấy. Không, bởi vì là thịt lợn các bác biết là ở vùng cao là đều là toàn là thịt lợn đen. Thì mua cái chân giò này là 1 cân 80.000, như thế là 1 cân 4 là 101 các bác ạ. 101. 116.000 nhưng mà người ta lấy 101. Đấy, em lấy đồ này cất đi. Vâng. Một lần nữa cháu anh ông xin thay mặt ba bố con em Thành xin gửi lời cảm ơn đến
cô giấu tên ở Đắk Lắk và bà Mỹ ở Sài Gòn, chị gái giấu tên ở Tuyên Quang. Con đã gửi khoản tiền để giúp đỡ ba bố con có ăn. Cháu An Ông xin cảm ơn nhiều. Cháu An Ông xin chúc sức khỏe hai bà và chị gái có sức khỏe nhiều và luôn luôn quan tâm đến kênh cũng như quan tâm đến các hoàn cảnh bất hạnh ở trên kênh An Ông TV. Thì cháu An Ông xin cảm ơn nhiều. Thế là sáng sớm đi làm về là tí còn đi làm gì nữa không? Tí chắc vẫn đi anh ạ. Làm cái gì? Chắc lại phải đi nhổ cỏ sắn về hôm nọ, còn một ít nhổ cho hết ấy. Nó phải đi làm tiếp. Vâng. Rất là tội các bác ạ. Mẹ đi thì cũng bà của các cháu thì cũng không bình thường nên là cơm nhà ở nhà thì không có cơm ăn nên là đành phải đi giúp hàng xóm để đổi bữa ăn hàng ngày các bác ạ. Sữa nhá. Vâng. Đứng dậy đi. Quanh tay. Từ từ. Đi ra kia, ra kia. Như này. No. Nào. Nào ở kia. Bim bim đầu sữa chứ. Nào đứng dậy nào. Bác. Nào. Rồi. Còn bé quá nhỉ. Bé quá, chỉ gần 3 tuổi thôi, qua hè mới đi học lớp 3 tuổi. Cái sữa này thì cho con uống ít rồi nhá. Dạ vâng. Uống nhiều thì lại con lại bị tiêu chảy. Nên là cho uống ít thôi. Uống nhiều là cũng không tốt đâu. Trừ khi mình đi làm về không có làm cơm không kịp thì cho các con chưa đói thôi, lúc làm không kịp thì để cho các con uống một hộp để cho đỡ đói. Sao đấy? Úi giời ơi. Đây em bê cất cacao đi. Đừng để cho con uống bừa bãi là nó sẽ đau bụng, đến lúc đấy lại khổ mình. Cho lên cao, lên gác ở đâu ấy. Để rơi nhá. Không, cái này nó cân bằng, không rơi được. Phải bằng. Đây nó có miếng dán này. Cái số tiền có bà giấu tên và bà Mỹ ở Sài Gòn và chị giấu tên ở Tuyên Quang thì tổng là 1.200.000 các bác ạ. 1.200.000. Thế thì trừ xuống. Trừ 570.000. Thì còn dư là hiện tại là còn dư là 630.000 các bác ạ. Số tiền của em Thành là còn dư là 630.000. Thì cái số tiền này anh lại tiếp tục giữ. Vâng. Giữ ở quỹ, khi nào anh lên em thiếu cái gì thì anh lại mua cho. Vâng. Như thiếu mắm muối mì chính rồi lại lên, khi nào anh lên anh lại mua cho cân thịt hoặc là cân cá mắm để cho ba bố con. Dạ, gạo hiện tại là cũng được các bác giúp thì vẫn còn phải không? Vâng. Lấy một bao nữa, hôm nọ mua một bao nữa là vẫn đang còn ăn.
Ôi. Nhớ. Mau. Mua về mua lại cái tể hẹ. Hẹ. Quảo. Nhìn này bé. Nhìn này bé kéo bé. Nhìn này bé kéo bé nình lại tích linh đi. Nhìn lắc lì. Nhìn lắc lên nình nha. Cốc linh hổ. Mẹ. Thôn hai bé. Thôn hai bé. Cô bảo đây nhỉ? Qua đi. Để. Thôi là ba. Dạ, tôi rồi. Qua đi ta. Dạ. Em lên, em lên nhỉ? Để để. Hụt. Đây. Đây.
cũng có linh này. Thôi lệ bé. Thank you.
Tắt hết cả nguồn.